Đây là cái mà không thể thiếu trong mỗi gia đình vào cuối tuần các bạn. Đấy, nhân vật chính đây. Nó là cái bếp vừa nướng này, vừa nấu lẩu luôn. Và cái nồi lẩu thì được hai ngăn. Một bên này mình là nấu lẩu, còn bên này mình ngăn chứa giống thịt cá này kia, thịt bò này kia, ok nhá. Còn bên này là phần nướng. Thì các bạn thấy à, nhiệt độ nó vừa đủ luôn. Cho nên á, nó không quá nhiệt và nó không có bắn ra ngoài. Đây, cái bàn mình đang nướng bình thường nhưng mà nó vẫn sạch sẽ này các bạn. Còn những cái lò nướng khác nó bắn lung tung hết ha. Cái bếp này á, nó có hai ngăn điều chỉnh nhiệt độ độc lập đó nha. Thấp vừa cao. Đó, mình tăng giảm nhiệt độ theo ý mình muốn luôn. Và mỗi bên nó được chỉnh độc lập riêng luôn. Nồi lẩu riêng và bếp riêng. Đấy. Chiều dài của cái bếp này á thì nó khoảng tầm 3 gang tay các bạn. Đây, 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, tức là khoảng tầm gần 60 cm. Còn chiều rộng nó khoảng tầm 22 cm á, 21-22 cm. Còn chiều cao nó khoảng tầm 8 cm. Tính cái bếp không thôi nha, còn nồi lẩu nữa khoảng 15 cm. Mình thích nhất ở cái bếp nướng lẩu đa năng này á là bởi vì á, cái mâm nhiệt, mâm nướng này nó tách rời ra và cầm rất là chắc chắn chất lượng luôn nha. Cái may so nó kết nối rất là cứng luôn. Còn khi mình lấy ra thì nó được che chắn lại cái mạch tiếp xúc rất là an toàn nha. Bên vỉ nướng và bên cái nồi lẩu cũng vậy luôn, mình có thể tháo rời ra để vệ sinh. Thích cái này bởi vì á, nó không có dính liền với cái bếp cho nên mình vệ sinh nó sạch sẽ. Còn nếu dính liền với cái bếp luôn các bạn thì mình mỗi lần mà vệ sinh rửa nó rất là bất tiện nha. Nước mà văng vào á, thì rất là dễ bị rò rỉ, gây chạm chập và nhanh hư nha. Rồi các bạn muốn mua cái bếp này thì bấm vào link phần bình luận và mô tả để đặt hàng ngay ở trên TikTok nhé. Nay giá đang ưu đãi dịp Trung Thu các bạn. Các bạn mua đợt này thì giá rất là tốt luôn nha. Rồi chào các bạn.